Vlog lần này Tiên sẽ làm một cái week đi làm cùng Tiên. Và theo mọi người thấy thì tại Tiên đang ở văn phòng, và văn phòng này cũng cùng Tiên. Ở trên lầu thì là có store. Thì đây là chỗ Tiên hay ngồi đó mọi người. Wow, này mọi người không quen lắm. Thì nói chung là cái phòng này thì tụi mình cũng chưa có, nói chung là chưa có decor gì nhiều lắm. Nó chỉ là những cái bước đầu tiên thôi, nó còn hơi messy một chút. Nhưng mà khi mà cái phòng này xong rồi thì Tiên sẽ vlog lại cho mọi người xem. Bây giờ thì Tiên sẽ làm việc tiếp và hẹn mọi người trưa nay Tiên ăn gì nha. Hiện tại thì tụi mình vừa mới làm xong rồi, bây giờ sẽ đi ăn focaccia. Đây là chỗ yêu thích của Tiên đó mọi người. Say hi. Hello mọi người, hồi nãy thì Tiên quên mất. Trời ơi, tự nhiên lúc mà giới thiệu là ăn Hokkaido xong cái tự nhiên lúc mà ăn xong cái quên mọi người, quên quay luôn. Nhưng mà bây giờ Tiên đã về nhà rồi và Tiên nghỉ ngơi một chút thì Tiên sẽ đi tập gym, relax cơ thể. Và ok, bây giờ Tiên sẽ thay đồ nha. Tiên mới làm bộ móng siêu xinh nè mọi người. Chuẩn bị một bộ móng đón Tết Nhâm Dần 2022. Đó, rất là đỏ. Năm nay Tiên làm hơi sớm nhưng mà Tiên rất là ưng. Tiên mong là nó sẽ không rớt cái cục này ra. Hello mọi người, bây giờ là 8 rưỡi tối và Tiên sẽ đi gym nha. Ok, let's go. Đây là cái sản phẩm mà Tiên hay sử dụng nè mọi người. Nhìn nó rất là lạ đúng không? Thì Tiên sẽ chỉ mọi người cách mà Tiên hay giãn cơ sau khi mà Tiên tập thể dục. Tại vì tập thể dục xong á thì người Tiên đôi khi nó sẽ bị có những chỗ nó bị cramp và nó bị cứng. Nên là khi nào tối lại tập gym xong mà Tiên cũng phải giãn cơ cả. Hai cái bộ massage này là từ những hàng Muro, là của Hàn Quốc nha mọi người. Thì đây là cái cách mà Tiên rất là hay tập, và cũng như là cô giáo yoga của Tiên cũng chỉ hướng dẫn cho Tiên những cái sản phẩm như thế này để tập yoga. Thì thường thường á, tối và mình giãn cơ thì Tiên sẽ như thế này, kéo dài đến 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, y chang như vậy, Tiên đổi tay, kéo qua 1, 2, 3, 4, 5. Giãn cơ cực kỳ đã luôn mọi người. Như là cái vòng này cực kỳ đa năng. Mọi người thấy những cái này ở đây là bấm huyệt cổ cũng được, hoặc là huyệt ngay chân. Mọi người có thể kiểu bấm huyệt này mọi người. Bấm vô, bấm ở đây. Trời ơi, kiểu siêu đã luôn mọi người. Nhìn Tiên hơi bựa nhưng mà đây là cái cách mà Tiên kiểu massage mỗi ngày mà khi Tiên đi làm và hoặc là Tiên đi gym. Và là Tiên kiểu như phải sử dụng những cái sản phẩm như thế này để cứu rỗi cái body của mình. Tại vì cái body của mình là những cái body mà làm việc mỗi ngày, đi gym mỗi ngày thì chắc chắn là phải có thời gian để relax. Là mọi người có thể đặt ở lưng như vậy, mọi người nằm xuống như nè, mọi người lăn qua. Ô, mọi người nghe tiếng rớt không? Rất là đã luôn không mọi người? Đó, Tiên làm những cái động tác này sau khi đi gym thì người hôm sau dậy thì nó không bị cứng, cũng như là người Tiên cảm giác rất là thoải mái luôn. Hoặc là Tiên có thể chỉ có mọi người nha, cũng hôm nào mọi người ngồi văn phòng nhiều hoặc mọi người học bài nhiều á, mọi người sẽ bị căng cái cổ này. Thì nó sẽ có hai cái miếng huyệt ở đây, thì mọi người sẽ nhấn vô đây, đây ha, mọi người ngửa ra, nghiêng qua, nghiêng lại, sẽ bấm huyệt cho mọi người luôn. Rất là đã mọi người. Tập xuống, tập lên, xuống, đó.
chung là bây giờ Tiên cảm thấy body Tiên nó càng ngày nó càng giả. What? Khi mà thiếu những cái sản phẩm này thì cảm giác như là mình rất là khó chịu luôn á, và kiểu người khi nào cũng căng cơ. Cho nên là Tiên highly recommend sản phẩm này. Tiên sẽ để link ở bên dưới cho mọi người nào muốn tham khảo. Các bạn đi gym nhiều hoặc là học nhiều, đi văn phòng nhiều thì mọi người nên sử dụng sản phẩm này. Đang được sale với giá tầm khoảng 300 mấy chục ngàn thôi, rất là hợp lý và phù hợp. Made in Korea, cho nên mọi người yên tâm nha. Đó có tên là Muro Banana. Highly recommend. Mọi người nhìn thì thấy chắc là cũng thấy lạ là view ngày hôm nay hơi khác, thì đúng là như vậy. Tiên vừa mới chuyển nhà xong rồi và bây giờ Tiên lên chung cư ở mọi người. Và Tiên kiểu siêu thích cái view này luôn á, kiểu nhìn ra quận nhất mọi người thấy không? Đó, thì Tiên sẽ làm một cái house tour hoặc là room tour sớm cho mọi người thôi. Hiện tại thì nhà vẫn còn đang hơi messy cho nên là Tiên cũng không có muốn quay khoảng thời gian hiện tại, phải để cho nó cực là phải sạch đẹp cả rồi Tiên sẽ quay toàn cảnh nhà cho mọi người xem ha. Ok, bây giờ thì Tiên sẽ tắm rửa và chuẩn bị ngủ. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Bye bye. Good morning. Hello mọi người. Lại là một ngày mới thì bây giờ Tiên sẽ nắng quá. Bây giờ Tiên sẽ đi làm thôi. Mọi người hãy đến văn phòng cùng Tiên nha. Look at the view. Hi. Let's go. Tiên sẽ quay cho mọi người ở trên store của Tiên. Thì chắc là trên vlog thì Tiên cũng chưa có quay về cái store opening của Her Story. Tiên thật sự là rất là vui khi cuối cùng đã mở được cái store cho riêng bản thân mình, là một cái mục tiêu mà Tiên đã muốn làm từ rất là lâu rồi, nhưng mà cuối cùng ngày hôm nay Tiên đã thực hiện được. Thì lát nữa Tiên sẽ lên và Tiên sẽ show cho mọi người xem cái store của Her có gì, có những brand gì trong đó. Sau Tết thì Tiên sẽ làm cái rất là nhiều dự án khác nữa cho cái tòa nhà này, thì mong lúc đó mọi người sẽ ủng hộ thật nhiều nha. Ok, bây giờ thì Tiên sẽ làm việc và lát nữa Tiên sẽ cho mọi người xem store tour. Yes. Ok. Là ba cái brand có trong Her Story. Bây giờ Tiên sẽ cho mọi người đi xem một vòng store có gì nhé. Tha hồ mua sắm. Bây giờ Tiên sẽ làm việc tiếp và tối nay Tiên có một cái tiệc tất niên với công ty, mấy anh chị trong công ty, thì tối nay Tiên sẽ quay cho mọi người nha. Good afternoon mọi người ơi. Thì hôm nay đã là ngày 24 Tết hả? Và ngày hôm nay thì Tiên vừa mới đi làm về nhà xong. Cho mọi người xem sunset đang được siêu đẹp mọi người. Lát nữa sunset đẹp hơn thì Tiên sẽ quay cho mọi người. Thì hiện tại thì Tiên đang ở nhà và chuẩn bị lên đồ make up để tối nay sẽ có một bữa tiệc tất niên cùng với các bạn trong team của Tiên, team Her Story và No Control. Thì bây giờ Tiên sẽ get ready và sẽ gặp mọi người trong tối nay nha. Tiên đã get ready xong rồi, đẹp hay xấu á? Làm sao để cho mọi người thấy được?
mà Tiên chưa có son môi thì cái màu son ngày hôm nay Tiên sẽ sử dụng là cây này của Romance. Đây là một cây son Tiên cực kỳ thích, và cái màu best seller của nhãn luôn là màu 07 Jujube nha mọi người. Đây là dòng son Juicy Lasting Tint mà Tiên cực kỳ thích. Và hôm nay Tiên đánh cái nền mới của nhà Dear Dahlia, cũng là một cái kem. Thấy không mọi người, thấy không, có một cái độ tint vừa phải, Tiên rất là thích. Ok, bây giờ Tiên sẽ đến chỗ mà anh Tất Niên cùng với các bạn nhân viên nhé. Cho mọi người xem outfit của buổi Tất Niên ngày hôm nay. Tiên mặc cái áo crop top màu đen, cái vòng jeans và giày Jordan. Yeah. Tiên có cái belly chain này rất là dễ thương, là Tiên mua của Itchy Sài Gòn nha mọi người. Cũng có bán tại store của Tiên luôn, cho nên là các bạn hãy tới store của Tiên. Thì Tiên hôm nay mới cắt cái đầu mới là thấy xinh không ạ? Thì hôm nay Tiên dẫn nhân viên đi gian mạc si. Nếu nhân viên nó hơi quậy chút xíu, Tiên vẫn chịu được, không sao hết. Nhân viên siêu biết điều. Thì Tiên hy vọng năm sau nhân viên sẽ tăng gấp 3 lần hôm nay. Tụi mình đã Tiên đã start up từ 2019 chỉ với 5 nhân viên, ủa no, 4 nhân viên và Tiên Lê là 5 người. Bây giờ tụi mình đã có 11 người. Đây, đây chị Tiên Lê. À, muốn ngồi đó. Mọi người muốn ngồi đây không anh? Chị ơi, sức kem, nghe bên đêm. Hello mọi người. Đây là ngày tiếp theo, Tiên đang ở văn phòng và bây giờ hôm nay là ngày thứ 6, ngày cuối cùng đi làm. Vì ngày mai sẽ là ngày nghỉ Tết. Cái áo New Connection của nó. À, những cái đầu tiên mà Tiên bắt các bạn nhân viên đó là số 1, cái cây, số 2, rác, số 3 là đổ nước trong máy áo bẩn để dưới phòng kho.